Có thế mạnh về ngoại hình cùng với khuôn mặt điển trai, Lưu Nhuế Lân nhận được rất nhiều sự kỳ vọng từ khán giả. Tuy nhiên, sau gần 10 năm hoạt động thì anh lại chẳng gây được tiếng vang lớn như những gì mong đợi. Và đáng nói là diễn xuất của anh lại nhận được đánh giá là khá tốt. Phải chăng điều mà Lưu Nhuế Lân cần lúc này chính là một chút sự may mắn? Những năm đầu sự nghiệp. Năm 2011, khi còn là sinh viên đang theo học khoa biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Lưu Nhuế Lân đã ký hợp đồng với công ty giải trí Orange Sky Entertainment và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Thời gian này, anh có cơ hội đảm nhận vai phụ trong hàng loạt bộ phim. Dù chỉ đảm nhận những vai nhỏ, nhưng với lối diễn xuất tự nhiên chân thực của mình, Lưu Nhuế Lân đã để lại được nhiều dấu ấn với công chúng. Cụ thể, vào tháng 9 năm 2012, Lưu Nhuế Lân đã tham gia ghi hình cho bộ phim truyền hình thuộc thể loại khoa học viễn tưởng Siêu Anh Hùng Armor Warrior Navas. Đến tháng 4 năm 2014, anh tiếp tục góp mặt trong bộ phim truyền hình Tôi Yêu Thằng Bạn Thân với vai phụ Mạc Tiểu Khương, để lại nhiều ấn tượng bởi tính cách dễ thương hoạt bát của mình. 2015 đến 2016, xây dựng tên tuổi dưới sự lăng xê của Dương Mịch. Từ khi còn theo học tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Lưu Nhuế Lân đã học cùng lớp với Lại Nghệ và Trương Vân Long, nên sau khi tốt nghiệp, cả ba đã cùng nhau xin gia nhập vào Gia Hành Thiên Hạ, công ty dưới trướng Dương Mịch. Dưới sự lăng xê của công ty, Lưu Nhuế Lân bắt đầu nhận được nhiều kịch bản phim chất lượng hơn. Ngày 13 tháng 8 năm 2015, bộ phim điện ảnh Cút Ngay U Quân với sự tham gia của Lưu Nhuế Lân cũng chính thức ra mắt khán giả. Nhờ vai diễn bạn trai của Hùng Đốn trong phim mà Lưu Nhuế Lân đã xuất sắc nhận được hai giải thưởng lớn: Giải diễn viên mới triển vọng tại lễ trao giải nghệ thuật biểu diễn điện ảnh Trung Quốc lần thứ 16 và giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại lễ trao giải Bách Hoa lần thứ 33. Tháng 10 cùng năm, bộ phim hình sự Tôi Là Nhân Chứng chính thức được ra mắt. Bên cạnh Lưu Nhuế Lân thì bộ phim còn có sự tham gia của Dương Mịch, Lộc Hàm và người anh em Lại Nghệ. Trong phim, Lưu Nhuế Lân vào vai cậu em trai Lương Công với niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng và cá tính nổi loạn. Dù chỉ xuất hiện trong những phân cảnh ở đầu bộ phim, nhưng nhân vật này có ảnh hưởng rất lớn đến nữ chính trong xuyên suốt bộ phim. Bên cạnh đó, vẻ ngoài điển trai cũng là yếu tố giúp khán giả phải để mắt đến chàng diễn viên trẻ tuổi này. Ngoài ra thì trong năm 2015, Lưu Nhuế Lân còn tham gia trong bộ phim điện ảnh 21 Carats do Địch Lệ Nhiệt Ba và Lâm Kính Phi đóng chính. Tuy nhiên, trong phim, Lưu Nhuế Lân chỉ đảm nhiệm vai kỹ sư tài chính với tần suất xuất hiện không nhiều. Đầu năm 2016, Lưu Nhuế Lân tiếp tục ghi dấu ấn trong lòng khán giả khi tham gia trong bộ phim Người Anh Em Giường Trên. Phim kể về cậu sinh viên Lâm Hướng Vũ, Trần Hiểu, luôn quyết tâm theo đuổi tình yêu của đời mình. Trong suốt quãng đời thanh xuân, mỗi sự kiện diễn ra xung quanh cậu đều có sự góp mặt của những người anh em như Tạ Huấn, Lý Hiện và quản siêu Lưu Nhuế Lân. Mặc dù ban đầu, bộ phim chỉ được chiếu mạng trên kênh LTV, nhưng với những tình tiết hài hước, gần gũi với câu chuyện của giới trẻ nên đã thu hút rất nhiều sự chú ý, đưa tên tuổi của Lưu Nhuế Lân đến gần hơn với công chúng. Đến ngày 29 tháng 4 năm 2016, bộ phim chính thức được công chiếu trên các rạp chiếu phim nên mức độ phủ sóng của các diễn viên cũng ngày càng rộng rãi. Sau nhiều lần đảm nhiệm vai phụ thì cuối cùng Lưu Nhuế Lân cũng có được vai chính đầu tiên trong bộ phim điện ảnh Long Quyền Tiểu Tử. Trong phim, anh vào vai giáo viên dạy nhạc Viên La. Sau khi cùng cháu trai của mình trở về từ Mỹ, cả hai đã bị cuốn vào một cái bẫy của những tên tội phạm quốc tế. Điều này buộc Viên Lai và cháu mình phải trải qua những tháng ngày đấu trí vô cùng căng thẳng. May mắn là cuối cùng cả hai đều được bình an. Không chỉ đảm nhiệm vai chính mà Lưu Nhuế Lân còn tham gia thể hiện ca khúc chủ đề Life for You cho bộ phim. Ngoài ra thì trong năm 2016, Lưu Nhuế Lân còn tham gia vai phụ, vai khách mời trong một số bộ phim như Ông Chủ Đến Rồi, Hãy Nhớ Bài Ca Thời Thiếu Niên, Lời Chia Tay Nhỏ, Ông Nội Tuổi 38 và Trở Về Triều Minh Làm Vương Gia. Hoạt động dưới trướng của Gia Hành Thiên Hạ, Lưu Nhuế Lân cũng được công ty tạo điều kiện cho tham gia những bộ phim do chính công ty sản xuất. Và năm 2017, bộ phim Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa chính là bộ phim giúp lăng xê tên tuổi cho rất nhiều diễn viên thuộc Gia Hành, và trong đó có Lưu Nhuế Lân. 2017, sự nghiệp có nhiều khởi sắc. Trong phim, nam diễn viên vào vai Thập Lục Sư Huynh, Tử Lan, với vẻ ngoài thư sinh điềm đạm nhưng tính cách lại rất đáng yêu, hài hước lại hay chọc ghẹo sư muội Bạch Thiện. Vốn là người cẩn trọng trong việc tạo hình cho vai diễn, Lưu Nhuế Lân đã mang đến cho nhân vật Tử Lan một cá tính vô cùng riêng biệt. Từ ánh mắt dịu dàng, tràn đầy tình cảm đến cách bộc lộ cảm xúc nhân vật đều khiến người xem vô cùng cảm động. Đặc biệt, chuyện tình đầy ngang trái giữa Tử Lan và công chúa dực tộc Yên Chi Đại Tư đã khiến người xem vô cùng tiếc nuối.
Tháng 3 cùng năm, Lưu Nhuế Lân tiếp tục trở lại màn ảnh nhỏ qua vai diễn Ngọc Tự Hàn trong bộ cổ trang thuộc thể loại phim ngôn tình chuyển thể Liệt Hỏa Như Ca, hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân và Châu Du Dân. Mặc dù chỉ là nam phụ nhưng vai diễn của Lưu Nhuế Lân cũng vô cùng quan trọng. Ngoài ra thì trong năm 2017, Lưu Nhuế Lân còn tham gia bộ phim Nhân Lúc Chúng Ta Còn Trẻ. Trong phim, anh vào vai diễn Sử Duy Thông, một chàng trai có vẻ ngoài vô tâm nhưng lại là người vô cùng tình cảm, trung thành và vui vẻ. 2018 đến 2019, Công Khai Hẹn Hò Đại Tư và Scandal Tán Tỉnh Phán Nữ. Sau thành công liên tiếp của hai dự án Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đảo Hoa và Liệt Hỏa Như Ca, Lưu Nhuế Lân tiếp tục tham gia ghi hình cho bộ phim Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Thư. Mặc dù các công đoạn đã được hoàn thành từ năm 2018, nhưng phải đến 2020, phim mới chính thức lên sóng nên trong khoảng thời gian này, Lưu Nhuế Lân cơ bản là không có hoạt động gì nổi bật. Đến tháng 7 năm 2019, những hình ảnh hẹn hò giữa anh và nữ diễn viên Đại Tư bất ngờ được cánh phóng viên ghi lại. Trong đoạn video được tung ra, cả hai không chỉ hẹn hò vui vẻ thân thiết mà còn đưa nhau về nhà riêng. Sau đó, công ty quản lý gia hành cũng lên tiếng thừa nhận cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau khiến công chúng vô cùng bất ngờ. Nếu như trước đó, Lưu Nhuế Lân và Đại Tư từng khiến khán giả tiếc nuối vì chuyện tình giang dở trong bộ phim Thập Lý Đảo Hoa, thì giờ đây những fan đẩy thuyền cặp đôi xem như không còn gì để hối tiếc. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng sau khi công khai hẹn hò với Đại Tư, Lưu Nhuế Lân đã vướng phải scandal gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh nam thần trong trái tim các fan nữ. Theo đó, một blogger đã công khai loạt tin nhắn tán tỉnh của Lưu Nhuế Lân và một fan nữ. Trong đoạn tin nhắn bị rò rỉ, Lưu Nhuế Lân đã chia sẻ lý do mình trả lời tin nhắn của bạn fan này vì dáng người nóng bỏng của cô. Thậm chí, nam diễn viên còn tuyên bố rằng mình và Đại Tư đã kết thúc và nhiều lần ngỏ ý muốn lên giường với bạn fan. Khi cô gái này tuyên bố không muốn mối quan hệ qua đêm, Lưu Nhuế Lân liền chặn tài khoản của cô. Thông tin này khiến công chúng không khỏi sốc nặng, nhiều fan hâm mộ còn bày tỏ rõ sự thất vọng và không ngừng nhắn tin chỉ trích nam diễn viên. Ngay sau đó, Lưu Nhuế Lân đã đăng tải bài viết công khai thừa nhận chuyện chia tay với Đại Tư, đồng thời gửi lời xin lỗi đến cô gái và các fan hâm mộ vì hành động của mình. 2020, trở lại sau scandal với Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Thư. Đầu năm 2020, bộ phim Tam Sinh Tam Thế Trẩm Thượng Thư chính thức lên sóng. Sự thành công của phim không chỉ giúp Địch Lệ Nhiệt Ba củng cố vị thế sau trận cuồng phong Kim Ưng mà còn giúp Lưu Nhuế Lân lấy lại hình ảnh trong mắt công chúng sau ồn ào tán tỉnh Phản Nữ trước đó. Trong phim Trẩm Thượng Thư, Lưu Nhuế Lân vào vai Tiểu Ma Vương Yến Chỉ Ngộ có tính cách hài hước, tự luyến và chuyên quậy phá không khác gì một đứa trẻ con. Vốn thường xuyên đảm nhận những vai diễn ôn nhu, điềm đạm, nên khi trở lại với vai diễn Yến Chỉ Ngộ, Lưu Nhuế Lân đã mang đến cho người hâm mộ một làn gió vô cùng mới mẻ, chứng minh được khả năng biến hóa cho từng vai diễn của mình. Ngoài ra, vào ngày 5 tháng 6 năm 2020, bộ phim Bản Sắc Giai Nhân do Lưu Nhuế Lân đảm nhận vai nam chính cũng đã chính thức lên sóng. Nội dung phim kể về chuyện tình thanh mai trúc mã của cặp đôi Niên Mạnh Vũ, Lưu Nhuế Lân và Lô Đình Đình, Lý Đình Đình. Các bạn đang xem video trên VGT và đừng quên nhấn nút like, share cũng như là đăng ký để nhận thêm nhiều video mới nhé!